sau khi gửi xong đây được một dĩa như thế này, rất là ngon, rất là bổ kết cho sức khỏe rất là nhiều. Mọi người có thể dùng ăn sống kèm với rau này rau kia, hoặc có thể chúng ta trộn salad. Và mọi người có thể làm tại nhà mà không cần phải đi ra mua ở bất kỳ nơi nào. Cách làm cũng rất là đơn giản ha mọi người ha, rất là ngon luôn. Rồi hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái cách trồng rau, đó là rau mầm. Mà rau mầm nó có rất là nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta các bạn. Và bây giờ để tiện theo dõi hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Và đừng quên bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mình có nguyên liệu nè các bạn. Đây là một bịch hạt giống rau mầm. Mình mua cái loại bịch to 1 kg luôn á, để mình làm cho lâu dài á, nhưng mà lại rẻ tiền đó mọi người. Và để cho cả nhà ăn cho tốt cho sức khỏe. Đây là cái hạt giống cây mầm của cải trắng các bạn. Của cải trắng thì mình làm nó rất là dễ. Và đây là nước. Nước thì mình để nước ấm, mình ngâm hạt. Đầu tiên thì chúng ta lựa chọn cái hạt giống mình thích, rau nào thì mình chọn rau đó ha. Và mình để mình lấy củ cải trắng các bạn, và mình dùng một nắm như thế này. Mình làm tùy theo làm ít hay nhiều ha. Thì mình để vào nước mình ngâm, ngâm khoảng 4 tiếng. Các bạn ngâm nước ấm thì nó sẽ mau nảy mầm hơn là ngâm nước lạnh. Chúng ta ngâm để qua đêm cũng chẳng sao, cái hạt này cũng rất là dễ nảy mầm các bạn. Và cái nguyên liệu tiếp theo nữa, cái việc mình làm đó là mình dùng sơ dừa nè các bạn. Cái này là bánh sơ dừa mình mua, nó làm nó ép viên nén như vậy luôn. Và mình đem cái bánh sơ dừa này mình ngâm, ngâm khoảng 15 phút thì nó nở ra rất là nhiều. Và mình sẽ dùng thao hay là dùng rổ mình để nó vào. Và bây giờ bắt đầu mình đi ngâm cái này nhé. Đây hộp đã ngâm được 4 tiếng rồi nè mọi người. Còn đây là sơ dừa mình ngâm xong rồi mình để vào cái thao lỗ như thế này. Để vào đây. Và hộp thì bây giờ mình đổ qua ra một cái rây. Mình đổ qua cái rây gì cho nó khô các bạn, cho nó ráo gì mình dễ gãi ra. Đấy. Và mình tiến hành gãi đều thôi. Bây giờ mình tiến hành mình rắc hạt cho nó đều các bạn. Cái sơ dừa mình vắt nước cho nó hơi ráo ráo một tí. Đừng để ướt quá thì nó sẽ bị nhũng á, dễ bị thối hạt. Mình trải hạt cho nó đều ra như thế này. Sơ dừa hay còn gọi là mụn dừa đó mọi người. Mà em mua cái loại người ta xử lý rồi á, thì mình mới ươm được. Còn cái loại mà chưa xử lý, cái màu của nó còn hơi vàng á, mình về mình ươm thì cây nó sẽ không lên và nó dễ bị chết. Khi mà chúng ta rải đều thì chúng ta dùng cái bình xịt này nè mọi người, chúng ta phun cho nó ướt cái hạt, phun vừa ướt hạt thôi ha.
sau đó chúng ta lấy cái bọc ra chùm lại. Bạn lấy cái bọc nào cũng được ha, không có nhất thiết là phải lấy cái màu giống mình, màu đen, màu trắng, màu gì cũng được, để tránh cho những cái côn trùng nó bay vào á. Và chúng ta đậy như vậy và chúng ta để ở một góc nào đó ở trong nhà, chỗ thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp ha, tại vì ánh nắng trực tiếp nó sẽ làm khô cái hạt và nó sẽ khó nảy mầm. Thế là xong cái công đoạn gieo rồi đó các bạn. Còn đây là rau mầm cũng trong thùng xốp luôn, mà này 2 ngày nè mọi người. 2 ngày nó lên được bao nhiêu đấy, cao hơn trong cái sơ dừa rất là nhiều. Mình thấy trồng trong thùng xốp trong đất thì nó cao hơn sơ dừa, nhưng mà mình phải rửa cực hơn, tại vì sơ dừa nó sẽ sạch hơn, còn đất thì nó dơ hơn đấy mọi người. Đó. 2 ngày. Đây là ngày thứ 3. Từ ngày thứ 2 lên ngày thứ 3 nó nhanh, phát triển nhanh, rất là nhanh các bạn. Và nếu như bạn nào mà thích ăn còn non thì giờ cũng có thể nhổ lên ăn được rồi. Này nó dài lắm rồi. Đây mình nhổ thử nè các bạn. Đấy, cộng cho mình dài hết sức chưa. Thì 3 ngày là mình có thể ăn được rồi. Mà mình nếu như mình muốn già thêm, thích ăn nồng hơn thì mình để 4-5 ngày rồi nhổ. Cái mầm mình không đầy được 4 ngày tuổi rồi nè mọi người. Hôm nay mình thu hoạch cái mầm thôi, vì hôm nay nó đã dài rồi. Cái việc dùng dao và cắt ngang gốc nó thôi mọi người. À. Không cần phải đi mua cho đắt tiền gì đâu, mầm ở ngoài nó bán rất là đắt các bạn. Mình chỉ cần mua hạt về và mình làm, vừa đảm bảo an toàn mà vừa lại nhanh gọn lẹ nữa. Đấy, thế là xong. Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là thành phẩm của mình đây, một dĩa rau mầm ngon. Khi rửa xong đây được một dĩa như thế này, rất là ngon, rất là bổ, có cho sức khỏe rất là nhiều. Mọi người có thể dùng ăn sống kèm với rau này rau kia, hoặc có thể chúng ta trộn salad. Và mọi người có thể làm tại nhà mà không cần phải đi ra mua ở bất kỳ nơi nào. Cách làm cũng rất là đơn giản ha mọi người ha. Rất là ngon luôn.
rồi hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ.